Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu cho bức tranh về một chú thỏ nhá. Đây là nhân vật hoạt hình anime rất là siêu đáng yêu của tên này. Mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu của mình với rất nhiều màu sắc đa dạng khác nhau để tô màu cho chú thỏ nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu cam để tô cho phần thân của chú thỏ này trước. Mình đã tô màu cho cái viền của cái mũ sinh nhật này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây tô màu cho cái phần chóp của cái mũ nhé. Và phần đầu của chú thỏ này sẽ được mình tô vào cái bút chì màu tím nhé. Và tiếp theo mình sẽ tô màu vàng cho cái phần cái mũi xa ở trên đỉnh này nhé. Và video tô màu cho bức tranh chú Salam đội mũ sinh nhật của mình đây là kết thúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đây là một bức tranh về một quả bầu dễ thương với khuôn mặt rất là dễ thương và đôi mắt rất long lanh. Và khuôn mặt của chú thỏ này sẽ được chúng tôi bằng màu hồng nha các bạn. Xanh màu xanh lá cây đậm. Để tô màu cho cái phần quả bầu này nhá. Đây là quả bầu tròn. Và mình sẽ trang trí thêm một ít màu xanh nữa nhá. Thank you.
Và bức tranh về chú thỏ siêu cute và đáng yêu này đã được mình tô màu và trang trí xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình hay, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.